À, chúng mình đang thử cái khứu giác của cái chú chó hôm bông này. Tìm kinh đấy anh ạ. Kinh lắm. Đúng hướng luôn. Các bạn này nhìn này. Nhưng mà nó tìm đúng cái đường luôn. Đấy, nó tìm cái thức ăn. Bản năng này chó thành phố không thể nào có được. Nó vẫn đang đi giúp này, nó vẫn đang đi tìm này. Rồi, nó tìm thấy rồi. Cái miếng thức ăn đang được giấu ở trong cái giày. Ăn rồi. Ăn rồi. Giỏi lắm. Thì tôi quyết định là sẽ mua chú chó này về Hà Nội. Chú chó này rất là khôn, thông minh. Có một cái gen cộc và bản. Và cái màu nâu đỏ tuyệt vời. Xin chào anh em nhé. Mình vừa ra bến xe, mình đón chú chó tại bản Mông về. Đây, trước mặt anh em là cái chú cô chó. Cô chó nâu đỏ vừa từ Hà Giang về. Đó, vừa ra bến xe Gia Lâm. Bây giờ mình sẽ chuyển xuống nhà cậu em Mạnh của mình ở dưới Thanh Trì. Chú chó đi mất khoảng tầm gần một ngày. Bây giờ cũng đã rất là khỏe mạnh. Thì mình và chú sẽ chuyển vào trong nhà để quay cho anh em được xem nhé. Đây là bố của em Mạnh, là em của mình. Mình đang để Sam ở đây. Nhà rất là rộng, đang ở Thanh Trì. Thì mình vừa bắt cái chú chó cái, mình sẽ đặt tên là Pao, cô Pao tại bản Mông. Đấy, thì hiện tại là chỗ Hùng, chỗ Mạnh. Bây giờ là có một chàng trai Hà Nội và một cô gái bản Mông rồi. Chú đang đánh rửa cái chuồng để nhốt chú cún mới vào. Thì Pao là mới từ bản về nhá. Là mình sẽ phải để riêng ra khoảng tầm 1 tuần cho đến 2 tuần để theo dõi sức khỏe. Sau đấy là tẩy giun và tiêm chủng. Tại vì chó ở bản là người ta không tiêm, người ta cứ thả rông đấy. Thì để cụ thể như thế nào thì mình sẽ lại tiếp tục quay lại cho anh em được xem nhá. À, chú đang đánh rửa lồng rất là sạch sẽ để cho cô Pao vào. Đây là cái cô chó Pao vừa từ bản về nhé. Thì hôm nay mình sẽ có một số lưu ý cho anh em về cái vấn đề là bắt chó chuyển vùng. Hay là đây là đơn cử là cái chú chó tại bản Mông từ Hà Giang về Hà Nội thì mình sẽ phải làm cái nào. Trước tiên ấy, thì anh em phải nên nhốt riêng chú chó ra một cái góc. Một mình nó một góc. Hoặc là một mình nó vào một cái khu riêng biệt. Để tránh lây nhiễm các bệnh tật cho những cái chú thú cưng tại gia đình mình. Còn nếu như gia đình mình mà không có chú thú cưng nào thì hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng mà hoàn toàn phải nhốt riêng ra trong vòng khoảng tầm 10 cho đến 20 ngày nhé. Đấy. Thì đây mình đã chuẩn bị một cái lồng dành cho Pao ở đây. Khi về đến nhà thì anh chị em là cái ngày đầu tiên ấy là chỉ cho uống nước thôi. Mình có thể cho uống nước sạch này. Hay là mình pha một ít Orezon trẻ con theo cái liều lượng trong đúng cái gói nhé. Đấy mà mình đã gửi ông rồi. Khoảng tầm nửa ngày đến một ngày sau thì mình mới cho ăn rất là nhẹ nhàng. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ cho ăn hạt. Đấy. Một ít hạt khô ngâm. Đây mình sẽ sử dụng, hiện tại đang sử dụng cái hạt của Brit. Hạt Brit là mình sẽ ngâm cho nó mềm mềm ra và cho chú chó ăn. Đấy, cho tập quen ăn với cả những thức ăn tại miền xuôi hay tại gia đình anh em. Anh em có thể cho ăn hạt này hay là cho ăn cơm. Chan một ít nước canh nhưng mà không có mỡ hay không có nhiều gia vị anh chị em nhé. Đó. Ngoài ra là mỗi một ngày thì anh chị em cố gắng bổ sung cho mình cái men vi sinh. Men vi sinh của trẻ con ấy. Đấy. Một cái men vi sinh của trẻ con. Mỗi ngày là uống một ống hay là một gói. Đấy. Chú chó rất là ngoan. Cộng thêm một cái lưu ý nữa cho anh chị em nhé. Là chú chó về đây thì mình sẽ tẩy trùng bằng cách nào? Mình sẽ pha đây cái dung dịch là trên tay mình đây. Đấy, mình sẽ pha cái cồn 90 độ này với cả nước và mình sẽ lau cho chú chó, là vệ sinh bằng nước cồn, dung dịch cồn. Có thể pha tỷ lệ là 50% cồn và nước để lau người cho các chú chó nhé. Lau cái hôm đầu tiên thôi cũng là để khử trùng. Đấy, sạch sẽ. Và nếu như thời tiết mà ấm thì cho ra phơi nắng một tí. Hoặc là thời tiết mà lạnh thì anh chị em lau khô người và sấy cho các chú chó. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là anh chị em nuôi và theo dõi
nuôi và theo dõi cái chú chó của mình khoảng từ 3 đến 5 ngày xem sức khỏe như nào. Đây, ví dụ Pao là rất là khỏe. Đấy, Pao là rất là khỏe mạnh này. Pao, Pao, Pao. Hãy cố gắng gọi tên để cho các chú chó nó quen tên của mình. Đấy. Từ 3 đến 5 ngày, cố gắng là 5 ngày thì nếu như sức khỏe ổn định thì chúng ta sẽ cho các chú chó là uống thuốc tẩy giun nhé. Đấy. Chờ mình một tí để mình lấy nét. Đấy. Mình sẽ sử dụng cái loại thuốc Sunpet. Đấy. Thì tùy theo cái cân nặng của chú chó thì mình sẽ cho uống theo đúng cái này nhá. Một viên này là một viên này thì tẩy giun cho chó là nặng 10 cân. Đấy. Thì ví dụ như là Pao ở đây thì bây giờ mới được khoảng tầm 3 cân thôi. Thì mình sẽ bẻ ra khoảng tầm 1/3 viên thuốc ra thôi. Đấy, 1/3 đến 1/4 viên. Mình sẽ tẩy giun cho chú chó này là sau 5 ngày về Hà Nội. Đấy. Tiếp tục là nuôi khoảng tầm từ 3 cho đến 5 ngày nữa mà sức khỏe ổn định, ra giun. Thì nếu sức khỏe tốt thì mình sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ nhất. Vì chó ở bản Bắc ấy là người dân tộc hay anh em miền núi, người ta không tiêm đâu. Thì khi mà về Hà Nội nhá là mình phải tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ nhá. Mình sẽ tiêm cho chú chó này mũi 1 là và tiêm là mũi 7 bệnh luôn. Và bắt đầu là tính từ cái ngày tiêm đấy. Thì là 21 ngày sau thì anh em lại tiêm mũi 2. Và 21 ngày sau nữa là cứ cách là 3 tuần thì mình sẽ tiêm một mũi. Thì bình thường là mình có thể cố gắng là tiêm một cái ngày chủ nhật để mình nhớ. Nó cứ đúng 3 tuần sau là mình tiêm mũi 2, 3 tuần sau tiết là mình tiêm mũi 1, à mũi 3. Đó. Khi mà cái vaccine mũi 1 mà vào ấy thì nếu mà chú chó khỏe mạnh thì sẽ không bao giờ là bị bệnh tật. Còn nếu như mà chú chó trên bản mà đã ủ bệnh rồi thì chỉ sau vài ngày thôi, vaccine vào là chú chó có thể là phát bệnh ngay và có thể ra đi. Đấy, mua chó ở bản là rất là cái kiểu đấy sổ số ấy, hên xui. Bây hiện tại là chú chó rất là khỏe mạnh nhưng mà có thể tiêm vào mũi 1, mũi 2 là có thể phát bệnh ra. Vì vaccine là những cái virus mà. Anh chị em lưu ý nhá. Đó, bây giờ mình cũng rất là thích chú chó này và cũng mong là chú chó này có sức khỏe tốt. Đấy, hiện tại thì Pao đang được mình để tại nhà chú em Mạnh, tại Thanh Trì. Đấy, rất là rộng rãi, thoáng mát. Và nuôi cùng với chú chó Sam mà mình bắt tại Hà Nội. Đó, đây là những cái chú chó sẽ đầu quân cho anh em mình, đội Nhâm Tuất TV. Nuôi vừa làm chương trình cho anh em, vừa là cũng có những cái chú chó con để chơi. Sau này nếu như mà thành công thì có thể nhân giống để phát triển. Rồi, cái chương trình hôm nay là chương trình về cái chú chó con tại bản nhá. Cô chó Pao bắt tại Hà Giang. Rồi, rất xin cảm ơn anh em. Và những cái quá trình nuôi dạy tiếp theo của anh em mình với cả chú chó này thì mình sẽ lên sóng để anh em được xem nhá. Anh em nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách bấm vào cái nút đăng ký, subscribe, like cho anh em mình một cái. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại ở những cái chương trình tiếp theo nhé.